Và cảm ơn khán giả đã gọi điện về cho tổng đài của chúng tôi. Hy vọng rằng là với những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Lê Văn Năm thì khán giả sẽ có thêm kiến thức trong việc điều trị cũng như là phòng bệnh cho đàn ngan của gia đình mình. Chúc chị chăn nuôi thành công. Xin được quay trở lại chương trình với một thông tin đáng chú ý. Thưa bà con, Chi cục Thủy sản Hải Phòng đã xác nhận đủ điều kiện ươm dưỡng thủy sản cho một cơ sở sản xuất giống dươi theo quy định tại Nghị định 26 của Chính phủ. Theo Chi cục Thủy sản Hải Phòng, hiện tại ở Hải Phòng có hai cơ sở tư nhân làm con giống dươi. Một cơ sở đã được kiểm tra và đủ điều kiện sản xuất ươm giống, còn một cơ sở nữa ở Tiên Lãng đã đăng ký chương trình khoa học công nghệ. Và để có đánh giá chính xác về giống dươi này, Chi cục Thủy sản vẫn đang theo dõi. Dươi là đặc sản tự nhiên và mang lại cho nhiều hộ gia đình nguồn thu lớn mỗi năm, có hộ thu được cả tấn dươi, trị giá vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên gần đây, việc khai thác đánh bắt dươi quá nhiều và nguồn nước ngày càng ô nhiễm đã khiến nguồn dươi dần suy kiệt và đã vắng bóng dần. Do đó, dươi thương phẩm xuất hiện trên thị trường ngày càng ít và giá cả được đẩy lên cao, trở thành món ăn đắt đỏ. Việc tạo thành công giống dươi phục vụ nhu cầu thị trường, phát triển kinh tế, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống của người dân Hải Phòng. Vâng, xin được hỏi chuyên gia Bùi Quang Tề là việc sản xuất giống dươi có khả thi và hiệu quả trong môi trường nhân tạo hay không ạ? Vâng, xin chào bà con. Đối với sản xuất giống dươi thì Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản đã có một cái đề tài cấp bộ nghiên cứu khá, tức là nghiên cứu về cái nguồn lợi và cũng đã bắt đầu bước đầu sản xuất giống dươi. Nhưng mà con dươi nó lại rất khó, nó cái đặc tính sinh lý của nó là chỉ mùa cuối mùa thu, tháng 9 mùa dươi, chứ không phải là lúc nào nó cũng đẻ, nó rất khó. Vì này, chúng ta nuôi để mà không như con tôm, chúng tôi có thể đưa vào được để mà cho vào các nhà nuôi thuần dưỡng để mà cho con tôm nó sinh sản. Nhưng con dươi thì nó thực sự là đất, là các vị nâng giá thôi chứ cũng không phải là đất, nhưng mà không phải là nhiều, phải có từng vùng nó phải yêu cầu phải nước lợ thì con dươi nó mới sống được, và khi đẻ nó phải ra biển. Cũng như con tôm càng xanh, sống nước ngọt như đẻ ra biển. Nhưng mà dĩ nhiên người ta phải có nuôi bộ. Nên cái việc này Hải Phòng, chúng tôi đã từ Hải Phòng và ngay cả Hải Phòng thì được. Chứ còn nếu vào Hải Dương thì lại không được. Hải Dương thì cái vùng Thanh Hà là nước lợ, là có rất nhiều dươi bắt đầu nó phát triển ở trong đồng ruộng ấy, xong rồi là khi nó thành thục đầy đủ nó trôi ra biển. Các cái trứng, từng cái đoạn một nó có đầy trứng, nó trôi ra biển, nó nở thành ấu trùng lại vào. Nên là cái việc sản xuất giống là được, nhưng mà không phải đại trà ồ ạt được, mà nó cũng phải có mùa vụ. Nên việc sản xuất giống là dưới Hải Phòng đã, Chi cục Thủy sản cũng đã có những cái cơ sở sản xuất giống, thế là được. Nhưng mà không phải là ồ ạt được, đó là vấn đề. Vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, nhiệt độ là bao nhiêu, độ ẩm bao nhiêu thì nó mới phát triển được. Nên là cái sản xuất giống thì có thể được nhưng mà không làm lớn được. Vâng, vậy thì hiện nay chúng ta đã có những cơ sở nhân giống dươi nào thành công rồi ạ? Cơ sở nhân giống thì đây dưới Hải Phòng thì có nói là có một vài cơ sở, anh em nó cũng là kỹ sư thủy sản, rồi các anh em nó vào nó làm thì không phải là làm nhiều, là như là sản xuất hàng tỷ con giống như là tôm được, hàng tỷ con cá tra như là được, vì cái đầu tư nó không phải là nhiều, thực sự là chỉ có mấy cái vùng ăn dươi chứ. Tôi nói là cái dươi thì trông ngon nhưng mà không phải ai dám ăn. Không ai dám ăn đâu, nhất là mấy các vị thú y ấy, nói trứng giun thì sợ lắm. Tức là ăn dươi là ăn trứng giun. Mà con giun, con dươi là con giun. Trứng nó thì ngon nhưng mà nói đến trứng giun thì không ai dám ăn. Hôm trước tôi đi mấy bác sĩ thú y đi với tôi bảo trứng giun sao ăn ngon, nhưng mà nó ngon quá thầy ơi. Thế đấy. Tức là không phải đấy là một trong những cái sản phẩm ưa thích của một số người thôi, chứ không phải đồng loạt. Thí dụ đến Hà Nội, cái chợ dươi nó chỉ có được có mấy ngày đó, xong là hết, lại nghỉ. Nên không phải làm lúc nào hoa thì không cẩn thận, nó không như tôm, như cá thì người ta làm được. Nên cái việc này phát triển mạnh thì ngành thủy sản không chưa phát triển được. Chưa phát triển được chứ không phải phát triển, vì cái sản phẩm đầu ra là, cái tiêu thụ đầu ra là chưa phải nhiều. Nói giá cao nhưng mà chưa phải nhiều. Vâng ạ, xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Bùi Quang Tề.